Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà đã đến với kênh của Tùng Vlog. Hôm nay Tùng Vlog sẽ dẫn cả nhà đi check-in tiến độ mái che khán đài A và kiểm tra màn hình LED của sân vận động Bạch Trại. Mời cả nhà cùng đón xem nhé. We'll be right back.
cả nhà thấy hay thì like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Mình chào cả nhà.